Vâng, cho em Trường Thảo gửi lời chào các bác nhé. Hôm nay thì một cái video ngắn em tổng hợp cái mẫu kéo cắt cành 3m. Một cái mẫu kéo mà đang được rất nhiều bác quan tâm tới bên cơ sở em. Thì ở cái video này các bác mà đang tham khảo, hãy xem kỹ xem lựa chọn cái mẫu nào cho thích hợp trong cái công việc của các bác. Thì hôm nay em sẽ gửi cho các bác hai cái mẫu cao cấp nhất của bên cơ sở em. Đấy, và giá tiền thì nó lại trung bình nhá. Đối với bác nào mà tham khảo cũng sẽ mua được. Đấy thì một chiếc kéo cắt cành trên cao thì hôm nay em sẽ gửi tới các bác cái mẫu kéo cắt cành Santa Đài Loan. Thì ở cái video này thì em cũng sẽ test thử luôn để các bác nhà mình được biết nhé. Hôm nay thì em đang đứng ở cái vườn táo của nhà em. Đấy, một chiếc kéo cắt cành trên cao như thế này thì nó sẽ xử lý tất cả những cái độ cao. Ví dụ như các bác cần vặt bưởi này, vặt vú sữa này, và thực tế là cái vườn táo ở nhà em rất chi là nhiều gai. Nếu như các bác mà có một chiếc kéo cắt cành trên cao như thế này thì thật sự rất chi là tiện ích. Nó sẽ giúp tất cả cái công việc làm vườn của các bác. Đấy, em sẽ test thử luôn ở cái thân cây táo nhé. Cái này thì khi thu về thì nó sẽ là 1m8. Và kéo dài tối đa ra thì nó sẽ là 3m. Đấy, các bác sẽ rút ở đây. Đấy, sẽ rút ở đây nhé các bác nhé. Đây là cái chiều dài tối đa của chiếc kéo này. Nhưng đối với một cái vườn táo như thế này thì các bác cũng không cần kéo chiều dài tối đa 3m, nhưng các bác chỉ cần sử dụng 2m thôi. Đây được rồi. Sử dụng 2m đây. Hoặc là 2m rưỡi. Đây em đang sử dụng ở 2m rưỡi nhé. Đấy, em sẽ test thử luôn này. Không biết cành nào gần để các bác nhìn thấy đây. Đây là tỉa, đầu tiên em tỉa những cành ở vị trí gần. Đây là cái phần kẹp quả cho quả không rơi này. Kẹp quả rất chi là dễ dàng nha các bác nhé. Mặc dù chiếc kéo này thì nhà em sử dụng rất chi là lâu rồi. Chắc phải nó cũng phải 5-6 năm rồi. Em sẽ vặt cái cành ở trên cao đây. Đấy, các bác chỉ cần đứng ở dưới gốc thôi nhá. Đây là cái phần chế độ kẹp quả đây. Các bác có thể kẹp cả một chùm như thế này. Đấy, bồng, bưởi, gấc, mướp, bầu, bí, ổi, vú sữa, những kết quả ở trên cao. Thì với một chiếc kéo mới nhá, em xin chi tiết về một chiếc kéo mới này để các bác nhà mình được xem. Đây là một chiếc kéo mới. Đấy, một chiếc kéo mới đây nhá các bác này. Một chiếc kéo mới thì như các bác vừa nhìn này, em vừa mới kẹp quả đấy. Em kẹp quả, kẹp cành ở trên đây phía cao kia kìa. Đây là cái lưỡi kẹp quả của chiếc kéo Santa. Đấy, một chiếc kéo Santa hàng Đài Loan lại một. Chất liệu thép của đó, cái lưỡi này chất thép SK5 này. Đây là chất nhựa siêu bền để cho các bác kẹp quả này. Đặc biệt của nó là nó sẽ có một cái móc cành. Đây là cái móc cành nhá. Thì ở cái dòng Santa này, khi các bác mà đang quan tâm muốn mua thì các bác hãy theo dõi thật kỹ nhá, để đi tới một cái quyết định mua hàng. Bởi vì rất nhiều bác hỏi em là tôi muốn mua cái Santa 4m, tôi muốn mua cái Santa 5m. Thì Santa nó không có 4m và 5m, Santa nó chỉ có 3m thôi. Nếu mà ai mà giới thiệu Santa 4m và 5m thì là không có các bác ạ. Đấy, và đây là một cái loại Santa loại 1 nhá. Cái phần này phần nắp lưỡi cưa này. Một chiếc kéo thì sẽ được đi theo một cái lưỡi cưa, giúp các bác cưa cành ở trên cao ở độ cao 3-4m. Ống nhôm hợp kim này. Đấy, có nhiều bác thì hỏi em là phân biệt loại 1 với loại 2, loại 3 như thế nào. Bởi vì trên thị trường thì rất nhiều những cái dòng kéo tàu nó cũng giống cái mẫu kéo Santa này. Đấy, khi các bác mua thì các bác hãy lưu ý nhé. Bởi vì bên cơ sở em là bên cơ sở chính chuyên cung cấp về tất cả những cái dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm nông nghiệp. Thì em sẽ gửi tới các bác những cái mẫu chất lượng và cao cấp nhất. Đấy, đây là cái phần tay cầm nhé. Đặc biệt là phần tay cầm của mẫu kéo Santa này. Một cái tay cầm rất chi là chắc chắn nhé. Đấy, chiếc kéo này thì em đã sử dụng rồi. Đấy, và em sẽ đưa một chiếc kéo mới cho các bác. Khi các bác cần rút ra các bác sẽ ấn ở đây nhé. Và một cái phần chi tiết nữa để các bác mình lưu ý này. Các bác mà rút chiếc kéo này ra, cái này nó phải lẩy ra ngoài nhé. Nó phải lẩy nhô ra ngoài hẳn như này mới được này. Lắm bác mà kéo mà cái lẫy nó chưa lẩy nhé. Đây là cái lẫy nó chưa lẩy này. Thì chiếc kéo của các bác sẽ không hoạt động được đâu. Sẽ không bao giờ hoạt động được khi chiếc kéo mà nó đang ở cái vị trí như thế này. Mà các bác phải rút nhé, rút cho nó lẩy lên này. Đấy, các bác thấy nó lẩy lên chưa? Lúc này thì các bác mới sử dụng được. Đấy, đây là cái cách để sử dụng cái kéo Santa nhé. Và phần tay cầm.
tay cầm này, một chiếc kéo mới thì bao giờ khi các bác mua về nó cũng có một cái lẫy khóa ở đây. Các bác mở khóa ra, mở khóa ra đây nhé. Đấy, mở khóa này ra. Thế này là chiếc kéo đã được mở khóa rồi này. Các bác đóng khóa vào. Đấy, đóng khóa vào. Ok nhé. Rất chiều ok rồi. Đấy thì với chiếc kéo cắt cành trên cao như thế này thì bên em là bên cơ sở dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm vườn. Em đang nhận ship và gửi trên toàn quốc. Đấy, các bác mà đang cần tới cái dòng kéo này, hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em. Đầu số điện thoại của nhà em thì sẽ có 4 đầu số điện thoại em để bên dưới tiêu đề cái video này. Và em cũng nói số điện thoại có Zalo nhé. Là số 0888 636 138. Và một số điện thoại nữa đó là số 0869 054 295. Đấy là hai số điện thoại chính để em tư vấn và cũng như là cung cấp gửi tới các bác tất cả những cái dụng cụ làm vườn, những cái dụng cụ làm nông nghiệp hữu ích nhất, cái dụng cụ của các bác làm cây cũng như là các bác nhà nông. Và các bác mà quan tâm, yêu quý tới những cái dụng cụ làm vườn, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những cái dụng cụ mới của bên cơ sở em Thảo đăng tải nhé. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.